Tàu của Sam sẽ ở đâu nha? Nhắm vào B5 nào. Không, anh đánh chìm tàu chiến của em rồi. Không công bằng, anh Roger, anh thắng liên tiếp 5 trận rồi đây. Xem em đây, em sẽ vẽ hình cờ cướp biển với mặt của anh và treo ở trên tàu cho mà xem. Ồ, thật à, để rồi xem. Đỡ đợt này. Làm gì mà ầm ĩ cả lên các bạn cướp biển. Thì hai người mở kho báu ra chưa? Kho báu? Kho báu gì cơ? Ô hay, mới sáng nay tôi có kể về món đồ chơi mới rồi cơ mà. Thế thì còn chờ đợi gì nữa, hỡi nhóc chạy việc kia, đứng lên nào. Đứng lên. Hò dô, khán giả yêu của Sam ơi, xem anh Roger và tớ tìm thấy gì này. Một kho báu thật sự luôn nha. Chào mọi người, chắc chắn màn đập hộp hôm nay sẽ rất là thú vị luôn nha. Được rồi, Sammy Sparrow, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Anh phải gọi em là Sam Sparrow chứ, em phải kiểm tra bản đồ chứ. Được thôi. Hiểu rồi. Rồi tay lên nào. Không, mở con tàu chưa? Xong ngay, đây chính là con tàu đắm có kho báu vàng. Xem cái hộp siêu to này, mọi người ơi, chất quá đi. Ta sẽ có một con tàu cướp biển đang bị tấn công bởi con Kraken cùng với 25 cấp độ phiêu lưu. Và cả hướng dẫn nữa nhé. Chúng ta sẽ cho nổ hầm tàu, giải cứu thuyền trưởng, đánh bại quái thú, rồi lấy vàng thật này, đỉnh của chóp luôn. Thêm một thuyền trưởng nữa. Em lại nghĩ mình sẽ chỉ huy cơ. Đừng thất vọng thế chứ Sammy. Anh chắc rằng trong này sẽ có rất nhiều điều thú vị dù em không phải là thuyền trưởng duy nhất. Nhìn này, anh chàng này cũng từng là thuyền trưởng đấy. Còn ở phía sau có quá trời hình minh họa nội dung luôn này. Xem nào, ta có một chiếc tàu và một cái mỏ neo. Ồ, cả kính viễn vọng nữa. Lại thấy pho hoa anh Roger, anh định mở hết chúng ra luôn. Anh chỉ hả? Đang cho mọi người cơ hội để ấn nút like thôi mà. Ok, cái khăn quàng hệ cướp biển của anh đâu rồi ta? À, đây rồi. Chúng ta sẽ dùng phép thuật ngay bây giờ nhé. Chùm lên nào. 1, 2, 3. Whoosh. Oái. Anh Roger, hình như lần này phép thuật của anh không đủ mạnh rồi. Yeah, Sammy. Có lẽ vì thế mà anh không phải là thuyền trưởng đấy. Nhưng ta vẫn có phép thuật từ cái kéo này. Nhớ cẩn thận với các dụng cụ sắc bén nhé mọi người. Trong khi anh Roger đang vật lộn với mớ dây nhỏ mũ của mình, thì các bạn có thể đăng ký kênh của chúng tớ. Còn tớ sẽ nghiên cứu bé Sam lắm lỉnh hôm nay sao thế nhỉ. Mau nhìn kỹ con tàu đầy ảnh hào quang của tụi mình đi mọi người ơi. Mình thích các cánh buồm đen này quá. Cái đầu lâu đỏ với thanh kiếm bắt chéo cũng chất thực sự. Hình như cái này mở ra được này. Ồ, nhìn xem, một con dao biển. Anh Roger, em hiểu anh muốn khám phá con tàu tường tận, nhưng anh không thấy thuyền trưởng cần chúng mình giúp hả? Phải rồi, Sammy, cứu ông ấy trước mới được. Ừ, đây rồi. Ông ấy trông thật kinh điển, ý anh là kiểu đầu lâu xương chéo này ấy. Chỉ có bộ quần áo vàng là khác. Được rồi, thuyền trưởng đã được cứu. Tiếp theo là gì này? Thưa anh, đọc hướng dẫn. Chúng ta phải đánh bại quái thú. Nhưng trước tiên phải tìm ra đồ của thuyền trưởng, thanh kiếm và các món khác. À, hình như chúng đang được giấu trong khoang này này. Nhưng làm sao để vào trong được nhỉ? Nổ banh xác tới luôn anh ơi. Thử ngọn đuốc này đi anh Roger. Lấy ngọn đuốc này vào ngay đây và... Ồ, hoạt động rồi kìa. Đừng hẳn nhiên thế. Một tay cướp biển kỳ cựu như em luôn biết nơi tuyệt nhất để giấu đồ mà. Mọi người mau xem tớ tìm thấy cái gì này. Mở cái hũ này ra xem nào. Wow, lần đầu tiên tớ thấy cái này đấy. Trông nó giống như cát động lực, nhưng chạm tay vào thì thấy hơi khác, kiểu như là xốp ấy. Ồ, thần linh ơi, nó chuyển động kìa, nó còn sống. Làm gì có cái gì còn sống trong bộ đồ chơi này chứ, Sammy, đừng sợ. Cơ mà cái này nhìn như thật đấy, còn được trang bị vũ khí luôn nha. Ha ha. Xem nào, chúng mình có một khẩu súng, một con dao găm và một thanh kiếm lưỡi cong. Đỉnh luôn. Ha ha, giờ thì chúng mình có thể đánh bại con Kraken rồi, theo nghĩa bóng đó nha. Sẵn sàng chưa? Tấn công.
Anh Roger, vàng này, em xí chưa? Được rồi, cậu nhóc hãy xí phần cho em đấy. Còn anh sẽ lấy cái dương của con Kraken. Mở dương kho báu này ra nào. Trông như thể tên cướp biển David Jones từng sở hữu nó vậy. Nhìn vào trong nào. Wow, mọi người ơi, là vàng thật đấy. Không thể tin được mà. Ôi trời đất ơi. Anh Roger dễ thương dễ mến tốt bụng của Sammy ơi. Hay vì anh là anh của em á, nên em muốn chia 5 đồng xu với anh nè. Hay là anh lấy tất đi cũng được, đổi lại với kho báu này nhá. Chia kho báu sau đi Sammy, còn nhiều món thú vị hơn bên trong con tàu này đấy. Tiếp theo là lấy con Kraken ra khỏi con tàu. Đây nhá, như thế này. À, xong rồi đây. Ồ, dù nhìn nó hơi bị ác, nhưng trông nó chất thật đấy. Mọi người đồng ý không nào? Giờ thì chúng ta kéo bộ phận này ra để tìm vài món đồ đang ở dưới này. Tuyệt vời, ấn nút like nhiệt tình nếu các bạn cũng thấy thú vị nhé. Anh Roger này không biết bên trong. Xem kỹ các món đồ vừa tìm được nào. Đây là các bộ phận của bánh lái tàu, tụi mình lắp ráp nó chứ. Đây, chỉ cần gắn vào như thế này rồi, lắp nó vào vị trí là xong. Ờ, nó quay được đó nha, đỉnh ghê. Chúng mình cũng có một cái mỏ neo và dầm néo buồm này. Quả là hoàn hảo luôn. Nhưng chuyện hay nhất là chỗ này vừa khít với em luôn nè. Sammy, trên hộp bảo là con tàu này không ra khơi được vì nó bị đắm á, nhớ không? Nè, sao được. À, hình như anh tìm thấy khẩu pháo rồi này. Cơ mà đạn của nó đâu nhỉ? Anh vô chứ, đạn pháo chính là đôi mắt của con Kraken kìa. Đúng thật đấy, Sammy, anh chả nhận ra luôn đấy. Lắp nó vào đây nào. Và lấy luôn quả thứ hai ra. Mọi người ơi, tụi mình bắn thử luôn nhé. Wow, nạp đạn nào. Sammy, bắn tiếp này. Ok, chơi đủ rồi. Giờ thì đặt nó lên tàu nào. Anh Roger, thế còn cái... anh Roger. Xin lỗi Sammy, anh thích trò này quá mà. Nhìn này, tay của bộ xương chuyển động được đấy nhé. Chất luôn. Và nếu nhìn vào bên trong cái này, chúng ta sẽ thấy một cái kính viễn vọng như phong cách của thuyền trưởng Hook vậy. Em cũng biết bài thứ hay ho của con tàu này đấy nha. Một tấm ván ở đây. Để anh xem nào. Hả, em nói đúng, Sammy. Còn gì nữa không? Một trò đùa nhỏ nhỏ trên cái chòi cột buồn này. Chuẩn luôn. Ha ha ha. Mặt Sammy này, miễn là anh được chơi với con tàu này thì em có thể thu giữ tất cả tiền xu luôn và cả dương kho báu nữa. À, tuyệt vời. Tiếp tục đập hộp bộ đồ chơi này nhé mọi người ơi. Sammy, em muốn mở cái gì tiếp theo này? Khó nghĩ ghê. Chắc là em sẽ chọn cái con cá mập này. Đáng sợ quá. Vậy mình sẽ mở chai cá mập nhé. Xem đây là cái gì đã nào. 16 cấp độ phiêu lưu. Còn ở đây có ghi giải cứu, giải phẫu, yêu. Rồi cưỡi lên. Anh Roger này, anh có sợ cá mập không? Em sợ lắm luôn á. Tại nó có toàn răng là răng thôi. Chà Sammy, cả ngoài đời thực thì cá mập cũng nguy hiểm cực luôn, nên anh sẽ tránh chúng. Nhưng anh lại rất muốn gặp con cá mập này. Tụi mình có đầy đủ hướng dẫn ở mặt sau phần giấy gói này. Sammy, giữ lấy cái này nhé. Còn đây chính là món đầu tiên. Một con dao găm và một cái bản đồ chất lư. Để xem nào. Wow, cái này như là đảo kho báu ấy. Chúng còn có một ngọn núi lửa nữa chứ. Và còn có thêm 4 đồng xu bằng vàng nữa này. Khoan, đồng xu đầu tiên của tụi mình có trong đó à? Thú vị ghê. Yep, chính xác, đây là đồng Punk Peso này. Cái này khiến bản đồ trông như tờ hướng dẫn cho người sưu tầm ấy. Được rồi, tiếp theo nhé. Hãy lắp con dao ở ngay đây vào cái lỗ này nhé. Rồi xoay nó một tẹo. Ồ, cái chai nứt ra rồi này.
đỉnh thế. Nhìn này Sam. Wow, anh Roger, phần trên của con cá mập trông như áo giáp vàng á. Vậy là mình không thể đánh bại được nó. Thì đúng hả? Là nó sẽ khiến con cá mập mạnh mẽ hơn á. Wow, xem cây đinh ba này này, cả nhà ơi. Hình như là của con cá mập á. Hay là nó ăn chủ của cây đinh ba này rồi? Thách anh khám răng cho cá mập luôn á. Được rồi, tụi mình phải kéo cái này và... Ồ, đúng là có người này. Mau ra ngoài nào người anh em. Ừ, xuất hiện rồi đây. Và cưng có thể lấy lại đồ của mình nhé. Yeah, anh chắc chắn đây là thủy thủ của con tàu bị đắm này đấy. Ha ha. Cơ mà quay trả lại cá mập nào. Ồ, bụng của nó mềm lắm luôn. Thế thì chắc là bước tiếp theo sẽ là cái này. Ok con dê, cố lên nào. Em nghĩ đó là việc hàng ngày của các ngư dân. Xong rồi đây, không biết bên trong có gì nữa. Mọi người thì sao? Ý, anh thấy được một cái túi rồi. Giờ thì nó giống các màn đập hộp bình thường rồi đấy. Ha ha. Có dấu dùng dao mở ở đây, nhưng anh thì thích xé nó ra hơn, cũng an toàn hơn nữa. Ew, nhớp nháp ghê. Có cái gì đó hay hò hòa chung với món nghề nhựa này đấy cả nhà. Ok, hãy tăng tốc và giải thoát nó nhé. Anh Roger, em cũng tìm thấy dương kho báu bên trong con cá mập nè. Còn anh thì có một bé slime cho em đấy. Xem nào, anh cá là có một đồng xu bên trong. Cơ mà làm sao mở nó ra được ta? Theo hướng dẫn thì chúng ta phải để nó dưới nước anh. Thật á? Thế thì làm vậy đi. Nhìn này, Sammy ơi, một viên ngọc này. Ồ, và bên trong có một đồng vàng đấy. Đỉnh chóp luôn. Giờ thì xem bản đồ kho báu của chúng ta thôi nào. À ha, tìm thấy rồi. Kho tàng dưới biển sâu. Tuyệt. Nhanh đi anh Roger ơi, đưa kho báu cho em nào. Dạ vâng ạ, thưa người em thích kho báu nhưng thiếu kiên nhẫn. Yeah. Còn anh sẽ chăm lo các món đồ còn lại vậy. Đeo cái yên này vào cho cá mập như thế này. Giờ thì anh chàng nhỏ bé sẽ thực sự lái cá mập được rồi. Chúng mình cũng có những món đồ vàng này. Với nó, anh chàng xương khô cướp biển sẽ có thể vừa lái cá mập vừa cầm vũ khí được đấy. Chất phát ngất nhé. Mau ấn nút like nếu mọi người cũng thấy thế. Và nhớ đăng ký kênh của chúng tớ nhé. Ngồi lên nào bạn ơi, giữ chặt nhé. Bộ đồ chơi này ra gì thật đấy. Tớ chưa từng thấy bộ nào như thế này trước đây cả. À, nhâm nhâm nhâm. Giờ thì xem xét kỹ hơn nào. Mọi người ơi, mau xem chai kho báu bé nhất của ngày hôm nay nào. Hơi bị đỉnh nhá, biểu tượng Treasure X ở đây cũng rất là chất luôn á. Đặc biệt là sinh vật này, nhìn hướng dẫn thì thấy đơn giản đấy. Đập ra, giải cứu và kho báu. Đây là 10 cấp độ của cuộc phiêu lưu đấy. Hãy bắt đầu nào. Anh đập hộp mới mà không có em đấy hả? Không phải đâu Sammy, anh chỉ tháo bọc ra thôi mà. Nhìn này, một cái bản đồ. Em sẽ lo chuyện này. Lỡ trong này có bí mật về nơi giấu vàng thật thì sao? Trong khi đó, tụi mình sẽ đập vỡ chai nhé. Ok, lần nữa nào. Thêm lần nữa. Tiến lên. Đọc thật đấy. Cơ mà mau xem nào. Tụi mình có một con mực và một cái rương kho báu. Đỉnh. Mà lần này thì mở rương ra trước nhé. Hãy cho nó vào trong nước và... Ta-da. Ôi, một con cá đáng sợ này. Hình như trong này không có vàng rồi, Sam ơi. Được rồi, em vẫn còn 2 đồng xu mà. Thế là em đủ vui rồi anh ạ. Để xem bên trong con mực có gì nhá. Nhìn này mọi người. Quá đỉnh luôn. Một con quái vật biển đích thực. Ha ha. Ồ, cố lên nào. Thoát khỏi đó đi nào. Bước này hơi bị khó luôn cả nhà. Nhưng tớ tìm thấy con cá sấu xấu lạ. Được bao phủ bởi slime đấy. Yêu. Thật tệ khi không có đồng xu nào, nhưng ít nhất là anh tìm thấy một bé slime. Tụi mình có nhiều bé slime lắm rồi. Xem con cá sấu ngầu lòi này mọi người. Không biết tên nó là gì đây. Corky nhanh nhẹn.
Em đánh dấu nó rồi á. Cơ mà có đến 11 nhân vật nữa cơ anh ơi. Nên tụi mình phải tiếp tục thôi. Chúng ta vẫn còn 4 cơ hội nữa đấy. Hy vọng tất cả chúng đều khác nhau. 1, 2, 3, bùm. Anh Roche, em sẽ tự mở cái dương này nhá. Vàng, vàng. Ok luôn, Sammy. Còn anh sẽ lo cho cặp song sinh này. Không biết các món đồ bên trong có giống nhau không ta? Ra đây nào. Thêm một tí nữa. Sắp được rồi cả nhà ơi. Cái này nhìn ghê thực sự luôn á. Bé slime này quấn chặt vào món đồ chơi rồi. Ra nào. Xong rồi đây. Mau lấy hết mọi thứ ra khỏi đó luôn. Vẫn chả có vàng. Sammy, em sao thế? Đó là điều thường xảy ra khi em muốn tìm ra vàng trong tuyệt trọng đấy anh. Anh nhảy vào trong nước đấy à? Vâng. Có khi do anh mở chai nên em bị xui xẻo lấy đó. Cho em một cái chai đi. Cứ tự nhiên. Rốt cuộc mình cũng tìm thấy vàng rồi. Còn chúng mình hãy gặp hai nhân vật mới nào. Được rồi, hãy xem thử ai đây nhé. Đây là Blink Shady. Đánh dấu thôi nào. Anh chàng này là loại cực hiếm đó nhé. Còn anh chàng thứ hai là Sid Fishers. Quá chuẩn. Ok, lần này mình sẽ dùng phép thuật. Wow, chất quá đi thôi. Xem con mực màu xanh dương này. Tớ muốn xem ngay ai đang trốn bên trong quá. Ồ, các bé slime này trông như mực vậy. Anh Raj. Ôi trời ơi, em không lấy được nhân vật ra. À mà anh cũng gặp rắc rối hả? Yeah, Sammy. Nhưng anh sắp lấy được nó ra rồi. Được rồi, xem tụi mình có ai nào. Anh chàng có một bộ màu tím với hình chữ S giống ký hiệu đô la đó nha. Hai cậu chàng này là rapper nha. Với lại ngay cả cái mũ cũng chỉ ra như thế đấy. Chưa, em làm được rồi. Nhanh lấy nó ra đi. Dường kho báu của em không có ai trông cả. Ồ, đúng thế Sam à. Xem nhân vật mới của chúng mình nào. Nhân vật bên phải là của mình, còn bên trái là của Sam. Cả hai đều có thể ghép lại răng này. Chất lư. Tên rapper của chúng mình là DJ Frenzy. Anh chàng này là loại cực hiếm đấy. Còn đây là Grandmaster Splash. Quá tuyệt. Cơ mà hình như cơn sốt vàng của Sam lây qua mình rồi. Sẵn sàng mở dương chưa Sam ơi? Anh đang chọc em đấy à, Jolly Roger? Em cá cái này sẽ được mở ra chứ? Một lời thách thức sao? Được rồi, Sammy. Sẵn sàng chưa? 1, 2, lẫn nào. Thôi nào, mở ra đi. Hồi nhanh nào. Của em mở ra trước kìa. Nhưng vàng đâu rồi? Vui lên nào Sam. Chúng mình cũng tìm thấy nhiều tên cướp biển và các bạn cá cực kỳ ngầu mà. Chà chà, cùng xem nè mọi người ơi. Mọi người ơi, hôm nay chúng mình đã rất vui với màn đập hộp đồ chơi cướp biển đại chiến quái vật biển cả cực chất này. Cùng xem chúng một lần nữa nhé. Như nước cát luôn, dù em không nhận được nhiều đồng xu vàng. Nhấn nút like nếu mọi người muốn chúng mình đập hộp thêm nhiều đồ chơi trong các video sắp tới nhé. Và đừng quên ấn nút chuông, không thì các bạn sẽ nhận được con dấu đen và Jolly Roger sẽ đến dọa các bạn đây. Oh, Sammy, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại.